kỳ án về trụ bi kịch từ mối tình lén lút của em rể và người chị dâu. Câu chuyện được trình bày bởi kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Nếu thấy video này bổ ích, thì hãy ủng hộ kênh bằng cách like và chia sẻ. Ông Triệu đã sống cả đời mình tại thôn Lượng Mộc, huyện Hoa Ninh, tỉnh Vân Nam. Ông là một nông dân trung hậu, chăm chỉ và được mọi người trong thôn kính trọng. Vào đêm ngày 19 tháng 1 năm 2009, ông Triệu khi đang ngủ say sau một ngày làm việc vất vả, thì bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập. Trong giấc ngủ chập chờn, thì ông mở mắt nhìn đồng hồ và nhận ra lúc này đã gần nửa đêm. Tiếng đập cửa không ngừng, càng lúc càng mạnh mẽ và gấp gáp. Ông Triệu cảm thấy có điều chẳng lành và tim của ông cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Với kinh nghiệm của một người lớn tuổi, ông hiểu rằng có chuyện không hay đang xảy ra. Nhanh chóng rời giường, ông vội vã mặc thêm chiếc áo khoác rồi bước ra mở cửa. Đứng trước cửa lúc này là Lữ Đào, đây là người con dâu thứ hai của ông. Khuôn mặt của cô trắng bệch, nước mắt rơi lã chã, đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc khá nhiều. Cô vừa nấc vừa nói, giọng nghẹn ngào rằng: "Ba ơi, chồng con bị xe công nông chèn chết ở dốc đầu thôn rồi." Ông Triệu khi nghe xong thì cảm thấy tim mình như ngừng đập. Tin tức này quá đột ngột và khủng khiếp, ông không biết phải phản ứng thế nào. Chưa kịp suy nghĩ thêm, ông vội vã quay vào nhà gọi con trai út, tên là Bình. "Bình ơi, dậy ngay, có chuyện rồi." Ông Triệu gọi lớn, Bình mở mắt và giật mình ngồi dậy khi thấy vẻ mặt căng thẳng của cha mình. Khi nghe thấy tiếng khóc của chị dâu ngoài cửa thì Bình lập tức hiểu ra rằng đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Anh nhanh chóng mặc áo khoác và cùng cha bước ra ngoài. "Có chuyện gì vậy, chị Đào?" Bình lo lắng hỏi. Lữ Đào cố gắng lấy lại bình tĩnh và kể lại sự việc trong nước mắt. "Chồng chị, anh chủ, anh ấy đã bị xe công nông của gia đình chèn chết ở dốc đầu thôn. Chị sợ quá và không biết làm sao." Nghe vậy, Bình và ông Triệu không trừ thêm một giây phút nào nữa. Cả ba người đã cùng nhanh chóng đi tới hiện trường. Trời đêm lạnh giá, không khí tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi những bước chân vội vã và tiếng thở dốc của họ. Khi đến dốc đầu thôn, cảnh tượng kinh hoàng dần hiện ra trước mắt của họ. Chiếc công nông hiện đang đâm vào một tảng đá ở bên đường. Động cơ vẫn nổ, đèn vẫn sáng và nó tạo ra ánh sáng mờ ảo trong đêm tối. Ông Triệu và Bình dừng lại. Ánh mắt họ nhìn thấy thi thể của chủ đang nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo và chỉ cách chiếc xe vài chục mét. Ánh đèn pin của ông Triệu rọi qua bóng đêm và soi rõ cảnh tượng trước mắt. Người dân trong thôn bắt đầu kéo tới xem rất đông, ánh mắt tò mò và lo lắng hướng về phía thi thể. Ông Triệu cảm thấy đau đớn tột cùng, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông tiến lại gần thi thể của con trai, quỳ xuống bên cạnh và khẽ chạm vào gương mặt lạnh lẽo của chủ. "Bình, con hãy cõng anh về nhà," ông Triệu nói với giọng nghẹn ngào. "Chúng ta phải lo hậu sự cho anh." Bình gật đầu và đôi mắt cũng ướt đẫm. Anh nhẹ nhàng nâng thi thể của anh trai lên lưng, cảm nhận được sự nặng nề của nỗi đau và mất mát. Cả ba người với tâm trạng chĩu nặng, chậm rãi quay về nhà, để lại hiện trường là những ánh mắt tò mò và những tiếng xì xào bàn tán của người dân. Bóng đêm vẫn bao trùm lên thôn Lượng Mộc, nhưng từ đêm nay, một nỗi đau và bí ẩn mới đã bắt đầu len lỏi vào từng ngõ ngách của ngôi làng yên bình này. Bình cõng xác anh trai trên lưng và từng bước nặng nề tiến về nhà. Ông Triệu và Lữ Đào đi theo sau, ánh mắt đầy nỗi buồn và sợ hãi. Con đường từ dốc đầu thôn về nhà dường như dài hơn bao giờ hết, mỗi bước đi như kéo dài vô tận trong màn đêm. Ánh đèn pin yếu ớt của ông Triệu là nguồn sáng duy nhất giữa bóng tối u ám và soi rọi từng bước chân của họ. Khi về đến nhà, thì ông Triệu đã cẩn thận đặt xác con trai xuống giường, rồi quay sang nói với Bình và Lữ Đào rằng: "Chúng ta cần phải thông báo cho mọi người trong gia đình và chuẩn bị tang lễ cho chủ." Bình gật đầu và nước mắt lăn dài trên má. Anh cố gắng giữ bình tĩnh để lo liệu công việc. Lữ Đào đang đứng bên cạnh, run rẩy và nức nở khóc không ngừng. Cô cảm thấy tội lỗi và sợ hãi, không biết phải làm gì trong tình huống này. Ngay lập tức, ông Triệu và Bình đã bắt đầu thông báo cho họ hàng và hàng xóm về việc chuẩn bị tang lễ cho con trai. Trong ở thôn Lượng Mộc, mọi người thường sống rất đoàn kết và quan tâm lẫn nhau. Khi nghe tin thì mọi người nhanh chóng kéo đến để giúp đỡ cho gia đình ông Triệu. Vào sáng hôm sau, trong lúc đang chuẩn bị tang lễ, Bình bất chợt nhớ ra rằng
chiếc xe công nông của gia đình đã mua bảo hiểm. Anh vội vàng gọi điện thông báo cho công ty bảo hiểm. Nhân viên bảo hiểm khi biết thi biết tin liền yêu cầu Bình thông báo cho cảnh sát giao thông để lập biên bản hiện trường, vì đây là một yêu cầu bắt buộc để giải quyết bảo hiểm. Nghe lời khuyên từ nhân viên này, Bình đã thông báo cảnh sát giao thông và họ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi đến nhà, thì cảnh sát đã bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi cho Bình. Anh có thể cho chúng tôi biết chi tiết về việc chiếc xe công nông bị mất phanh hay không? Một viên cảnh sát hỏi. Bình chậm rãi kể lại rằng, tôi không có mặt ở đó, toàn bộ chuyện này là nghe chị dâu kể lại. Chị ấy nói rằng, xe có lẽ đã bị mất phanh khi đang trên đỉnh dốc. Trụ đã đi xuống để khiêng một tảng đá chèn bánh xe để sửa. Nhưng không ngờ tảng đá bị trượt ra, xe trôi và chỉ dừng lại khi đâm vào tảng đá lớn bên đường. Viên cảnh sát lắng nghe, ghi chép lại và tiếp tục đặt câu hỏi rằng, làm sao một chiếc xe mất phanh lại có thể dừng lại để sửa? Và tại sao lại không có ai khác ngoài chị dâu của anh chứng kiến việc này? Bình lúng túng trả lời rằng, tôi không biết, tôi chỉ nghe chị dâu kể lại thôi. Tôi cũng thấy việc này rất kỳ lạ. Cảnh sát đã yêu cầu Lữ Đào tường trình sự việc. Lữ Đào vẫn còn sợ hãi và hoảng loạn, cố gắng bình tĩnh kể lại rằng, tối hôm đó, tôi bị đau bụng, nên chủ đã dùng xe công nông chở tôi sang thôn bên cạnh để khám. Khi đến đầu dốc Lạc Thủy Động, chủ nói xe bị hỏng phanh nên muốn phải dừng lại xem xét. Trong lúc chủ đang kiểm tra, tôi nghe thấy một tiếng thét. Khi nhìn lại, tôi thấy anh ấy bị xe chèn qua người. Tôi hoảng sợ quá nên chạy về nhà gọi cho bố chồng. Cảnh sát lắng nghe nhưng nhận thấy lời khai của Lữ Đào có nhiều điểm không hợp lý. Viên cảnh sát trưởng nghiêm giọng hỏi lại rằng, tại sao xe mất phanh mà lại có thể dừng lại? Tại sao khi ông Triệu và Bình đến, xe vẫn nổ máy và đèn vẫn sáng? Và tại sao khi chồng chị bị xe lao vào người, chị không đến xem xét thương tích mà lại vội chạy về nhà để gọi người? Lữ Đào lúc này cúi đầu và không biết trả lời sao. Cảnh sát bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về vụ tai nạn này và quyết định tiến hành điều tra kỹ hơn. Cảnh sát đã quyết tâm tìm ra sự thật và đưa những kẻ thủ ác ra ánh sáng. Họ bắt đầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng từ những chi tiết nhỏ nhất của hiện trường cho đến việc thẩm vấn những người liên quan. Và từ đây, một bí mật đen tối dần dần được hé lộ, khiến cho mọi người trong thôn Lượng Mộc phải bàng hoàng và kinh ngạc. Từng bước một, những manh mối mới bắt đầu lộ diện, đưa họ tiến gần hơn đến việc khám phá bí mật đen tối đằng sau cái chết của chủ. Tại trụ sở cảnh sát huyện Hoa Ninh, không khí căng thẳng đang bao trùm. Lữ Đào ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, hai tay đan vào nhau và run rẩy. Đôi mắt cô sưng húp sau một đêm khóc lóc và lo lắng. Cô biết mình phải kể lại toàn bộ sự việc, nhưng những chi tiết phức tạp và nỗi sợ hãi đè nặng đã khiến cho cô càng thêm hoang mang. Viên cảnh sát trưởng ngồi đối diện với Lữ Đào, nhìn cô một cách sắc sảo. Ông là người có nhiều kinh nghiệm trong việc điều tra các vụ án phức tạp. Ông hiểu rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ trong lời khai thì sự thật có thể sẽ bị che giấu mãi mãi. Chị Đào, chị hãy kể lại chi tiết sự việc vào đêm hôm đó thêm một lần nữa. Viên cảnh sát trưởng nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Chúng tôi cần biết rõ mọi thứ để có thể giúp đỡ gia đình chị. Lữ Đào hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tối hôm đó, tôi bỗng nhiên bị đau bụng dữ dội. Chủ là chồng của tôi quyết định dùng xe công nông chở tôi sang thôn bên cạnh để khám bệnh. Chúng tôi rời nhà vào khoảng 9 giờ tối. Viên cảnh sát trưởng ghi chép cẩn thận từng lời cô nói. Vậy chị và chồng đi đến đâu trước khi tai nạn xảy ra? Chúng tôi đi đến đầu dốc Lạc Thủy Động, Lữ Đào tiếp tục. Khi đến đó, chủ nói rằng xe bị hỏng phanh, anh ấy phải dừng lại để kiểm tra. Tôi ngồi trong xe, còn trụ xuống xe để xem xét. Chị có thấy anh trụ làm gì cụ thể không? Viên cảnh sát trưởng hỏi và ánh mắt không rời khỏi Lữ Đào. Tôi không nhìn thấy rõ, Lữ Đào nói, giọng bắt đầu run rẩy. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng thét. Khi quay lại nhìn, tôi thấy anh ấy bị xe chèn qua người. Tôi hoảng sợ quá nên chạy về nhà để gọi bố chồng. Viên cảnh sát trưởng nhìn Lữ Đào một lúc lâu trước khi nói tiếp. Chị Đào, lời khai của chị có nhiều điểm không hợp lý. Thứ nhất, dừng một chiếc xe mất phanh trên dốc không phải chuyện đơn giản. Thứ hai, chị nói xe đã tắt máy, nhưng khi ông Triệu và Bình đến hiện trường, xe vẫn nổ máy và đèn vẫn sáng. Thứ ba, khi chồng chị bị xe lao vào người, thay vì kiểm tra thương tích, chị lại vội chạy về nhà gọi người.
Lữ Đào cúi đầu, mắt ướt đẫm. Tôi thật sự rất hoảng loạn, cô nói nhỏ. Tôi không biết phải làm gì, chỉ nghĩ đến việc gọi người giúp đỡ. Viên cảnh sát trưởng thở dài, biết rằng có điều gì đó không đúng trong câu chuyện này. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Cảm ơn chị đã hợp tác. Chị có thể về nhà, nhưng đừng rời khỏi thôn mà không báo cho chúng tôi. Lữ Đào gật đầu và mắt vẫn nhìn xuống. Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng thẩm vấn và lòng tràn ngập nỗi lo lắng. Những lời khai không khớp và những nghi vấn từ cảnh sát đã khiến cho cô càng thêm sợ hãi. Sau khi Lữ Đào rời khỏi, viên cảnh sát trưởng ngồi lại với các đồng nghiệp của mình và hỏi rằng, các cậu thấy sao? Một viên cảnh sát trẻ trả lời. Lời khai của Lữ Đào rõ ràng có nhiều điểm không hợp lý. Việc xe mất phanh mà lại có thể dừng lại để kiểm tra là điều khó tin. Chúng ta cần tiếp tục điều tra kỹ hơn. Đúng vậy, viên cảnh sát trưởng gật đầu. Chúng ta cần kiểm tra lại hiện trường một lần nữa và thu thập thêm chứng cứ. Tôi cũng muốn nói chuyện với những người trong thôn để xem có ai thấy hoặc nghe thấy điều gì bất thường hay không. Các cảnh sát viên đã gật đầu đồng ý và nhanh chóng triển khai công việc. Họ biết rằng vụ án này không đơn giản chỉ là một tai nạn giao thông. Những nghi vấn về cái chết của chủ cần phải được làm sáng tỏ. Trong khi đó, ở nhà của ông Triệu, không khí càng thêm nặng nề. Bình và ông Triệu đều cảm thấy đau đớn và bất an. Lữ Đào cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng cô rối bời với những suy nghĩ và lo lắng. Cô biết rằng sự thật về cái chết của chủ có thể sẽ sớm bị phơi bày, và điều đó khiến cô sợ hãi hơn bao giờ hết. Những ngày sau đó, cảnh sát đã tiếp tục điều tra kỹ lưỡng, thu thập chứng cứ và thẩm vấn những người có liên quan. Những chi tiết nhỏ nhặt đã bắt đầu lộ diện và từng bước dẫn họ đến gần hơn với sự thật đằng sau cái chết của chủ. Một bí mật đen tối và kinh hoàng đang chờ đợi được khám phá và ai đó sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Cảnh sát hình sự huyện Hoa Ninh lúc này nhận được yêu cầu là phải điều tra kỹ lưỡng vụ việc. Nhóm điều tra do thượng tá tên là Trần Văn Khải dẫn đầu, một người có nhiều kinh nghiệm trong việc phá án các vụ án phức tạp. Khi đội của ông đến hiện trường, với ánh mắt sắc bén, ông đã rà soát từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Khu vực hiện trường được phong tỏa cẩn thận. Cảnh sát đã lập rào chắn và không cho phép ai ngoài đội điều tra tiếp cận khu vực. Thượng tá Khải đã bắt đầu chỉ đạo các thành viên trong đội của mình là phải thực hiện công việc một cách tỉ mỉ và cẩn trọng. Đầu tiên, chúng ta cần kiểm tra lại toàn bộ hiện trường. Ông Khải nói, chúng ta sẽ tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào có thể giúp làm sáng tỏ sự việc. Một nhóm cảnh sát cũng bắt đầu xem xét chiếc xe công nông. Họ phát hiện ra chiếc xe vẫn kéo phanh tay, điều này lập tức gây nghi ngờ. Thượng tá Khải nhìn kỹ, rồi gọi Bình lại để hỏi thêm. Bình, anh có nói rằng khi đến hiện trường, anh không chạm vào phanh tay, đúng không? Ông Khải hỏi. Vâng, đúng vậy, Bình đáp với vẻ mặt lo lắng. Tôi không hề chạm vào tay phanh khi đến đó. Vậy thì ai đã kéo phanh tay trước khi chúng tôi đến? Ông Khải thở dài, nhìn sâu vào mắt Bình. Và tại sao phanh không bị hỏng như chị dâu của anh đã nói? Bình lắc đầu, không biết trả lời sao. Ông Khải quyết định tiếp tục điều tra các chi tiết khác. Nhóm của ông đã chuyển sự chú ý đến tảng đá dùng để chèn bánh xe. Tảng đá vẫn nằm yên trên đường, không có dấu vết bị chèn văng sang bên cạnh hoặc lăn xuống dốc. Đây là điểm bất thường rõ ràng. Thật kỳ lạ, một thành viên trong đội điều tra nhận xét. Nếu tảng đá được sử dụng để chèn bánh xe, nó phải có dấu hiệu di chuyển hoặc bị lăn xuống dốc khi xe trôi. Nhưng ở đây, không có dấu vết nào như vậy. Thượng tá Khải cúi xuống, nhìn kỹ tảng đá. Ông phát hiện ra một vết máu kỳ lạ trên bề mặt tảng đá. Vết máu không phải là dạng bắn tóe do va đập để lại, mà là dạng bôi, như thể có người lau máu trên tay vào tảng đá, hoặc dùng tay dính máu để khiêng. Những phát hiện này khiến cho Thượng tá Khải càng thêm nghi ngờ rằng, hen, đây không phải là một vụ tai nạn đơn thuần. Ông quyết định tiếp tục điều tra chi tiết hơn. Cảnh sát đã bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng hơn về chiếc xe công nông từ các bộ phận của hệ thống phanh đến động cơ. Chiếc xe này không hề bị hỏng phanh, một kỹ thuật viên trong đội báo cáo. Phanh tay vẫn hoạt động bình thường và không có dấu hiệu nào cho thấy phanh bị hỏng. Thượng tá Khải gật đầu, biết rằng đây là một manh mối quan trọng. Ông sau đó đã quyết định kiểm tra thêm các vật chứng khác và thẩm vấn thêm những người có liên quan. Lữ Đào, người vợ của nạn nhân, đây là đối tượng tiếp theo mà ông cần gặp để làm rõ thêm tình tiết.
Tại nhà của ông Triệu, Lữ Đào đang ngồi trong phòng, đôi mắt vẫn đỏ hoe, cô biết rằng cảnh sát sẽ trở lại để hỏi thêm. Tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Bình ra mở cửa và mời Thượng tá Khải và đội của ông vào nhà. Lữ Đào, chúng tôi cần chị trả lời thêm vài câu hỏi, Thượng tá Khải nói, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm nghị. Chúng tôi đã phát hiện nhiều điểm bất thường tại hiện trường. Chị có thể giải thích rõ hơn về những gì đã xảy ra được hay không? Lữ Đào nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi đã nói rồi, xe bị hỏng phanh và trụ phải dừng lại để kiểm tra. Tôi không biết gì thêm ngoài việc đó. Nhưng phanh xe không hề bị hỏng, Thượng tá Khải nói và nhìn thẳng vào mắt Lữ Đào. Và tại sao chị lại lau máu lên tảng đá? Vết máu trên tảng đá không phải do va chạm tự nhiên, mà là có ai đó cố ý làm như vậy. Lữ Đào lúc này mặt tái nhợt và không nói nên lời. Cô không ngờ rằng cảnh sát lại tìm ra nhiều chi tiết như vậy. Những lời khai của cô ngày càng bị phát hiện có nhiều lỗ hổng và cô biết rằng mình không thể tiếp tục che giấu sự thật. Thượng tá Khải nhận thấy sự bất ổn trong thái độ của Lữ Đào, ông quyết định tiếp tục gây áp lực. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và nếu cần thiết, chúng tôi sẽ yêu cầu giám định thêm những chứng cứ khác. Chị nên cân nhắc kỹ trước khi trả lời. Lữ Đào không thể giữ nổi sự bình tĩnh nữa. Cô cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má. Tôi không biết phải nói gì. Cô thì thầm với giọng nghẹn ngào. Tôi chỉ muốn cứu anh ấy, nhưng mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này. Thượng tá Khải nhìn cô và biết rằng có điều gì đó rất quan trọng mà cô đang che giấu. Ông quyết định tạm dừng thẩm vấn để Lữ Đào có thời gian suy nghĩ và bình tĩnh lại. Chúng tôi sẽ trở lại sau. Chị nên suy nghĩ kỹ và nói ra sự thật. Đội cảnh sát đã rời khỏi nhà của ông Triệu và tiếp tục công việc điều tra của mình. Những phát hiện mới này khiến cho họ quyết tâm tìm ra sự thật đằng sau cái chết của chủ. Một bí mật đen tối đang dần lộ diện và họ biết rằng mình cần phải làm mọi cách để đưa những kẻ thủ ác ra ánh sáng. Nắng chiều buông xuống làng lượm mộc, ánh sáng nhạt dần khiến cho không gian trở nên u ám và phản ánh tâm trạng của gia đình ông Triệu. Trong nhà, mọi người đang chuẩn bị cho tang lễ của chủ, nhưng tâm trạng của họ không chỉ là nỗi đau mất mát, mà còn là sự hoang mang và lo lắng trước những nghi vấn về cái chết của anh. Thượng tá Khải cùng đội ngũ pháp y đã đến nhà ông Triệu. Ông biết rằng việc yêu cầu khám nghiệm tử thi sẽ là một cú sốc lớn đối với gia đình, nhưng đây là điều cần thiết để tìm ra sự thật. Bà con, chúng tôi rất lấy làm tiếc phải yêu cầu điều này, ông Khải nói với giọng đầy thông cảm. Nhưng để điều tra rõ nguyên nhân cái chết của anh chủ thì chúng tôi cần phải tiến hành khám nghiệm tử thi. Ông Triệu đứng lặng yên với ánh mắt đau đớn nhưng quyết tâm. Nếu điều đó có thể giúp làm sáng tỏ sự thật thì chúng tôi sẵn sàng hợp tác, ông nói với giọng run run. Việc tiến hành khám nghiệm tử thi đã bắt đầu ngay lập tức. Đội pháp y tiến hành công việc của mình một cách cẩn thận và chuyên nghiệp. Không khí trong nhà trở nên nặng nề khi mọi người chờ đợi kết quả. Lữ Đào ngồi một góc, đôi mắt đỏ hoe, cố gắng không nhìn vào những gì đang diễn ra. Sau vài giờ, công việc khám nghiệm hoàn tất. Bác sĩ pháp y, một người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, đã đưa ra những kết luận quan trọng như sau. Kết quả khám nghiệm cho thấy rằng trên cơ thể nạn nhân chủ đúng là có vết bánh xe chèn qua, bác sĩ pháp y nói với giọng trầm tĩnh. Nhưng điều đáng chú ý là những vết thương này được gây ra sau khi nạn nhân đã chết. Nguyên nhân thực sự của cái chết là do ngạt thở, bởi tác động cơ học từ bên ngoài, cụ thể là bị siết cổ bằng một sợi dây thừng. Cả căn nhà bỗng im phăng phắc, những lời nói của bác sĩ pháp y như một cú sốc lớn xác nhận những nghi ngờ ban đầu của cảnh sát. Chủ đã không chết vì tai nạn giao thông mà bị sát hại một cách tàn nhẫn. Thượng tá Khải gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, ông nói. Đây rõ ràng là một vụ án mạng và chúng tôi sẽ tìm ra kẻ thủ ác. Lữ Đào ngồi lặng, nước mắt trào ra không ngừng. Cô biết rằng sự thật sẽ sớm bị phơi bày, và mọi hành động của cô sẽ bị đưa ra ánh sáng. Cảm giác sợ hãi và tội lỗi đan xen khiến cho cô không thể thở nổi. Sau khi rời khỏi nhà ông Triệu, Thượng tá Khải đã cùng đội điều tra họp bàn để phân tích các manh mối mới. Chúng ta đã biết rằng trụ đã bị siết cổ trước khi bị xe chèn qua, và điều này có nghĩa là hiện trường đã bị giả tạo để che giấu tội ác thực sự.
Một thành viên trong đội lên tiếng rằng chúng ta cần xác định rõ ai là người có động cơ và khả năng thực hiện hành vi này. Những người gần gũi với nạn nhân nhất cần được điều tra kỹ lưỡng. Khi điều tra về quan hệ giữa vợ chồng chủ, thì cảnh sát thấy họ không hay to tiếng và hiện đang có hai người con. Điều kiện kinh tế không quá dư giả, nhưng gia đình vẫn đủ ăn tiêu. Chiếc công nông được mua gần một năm trước để chở rau ra chợ. Cho rằng nếu không phải do mâu thuẫn vợ chồng, thì rất có thể do sự xuất hiện của người thứ ba và cảnh sát đã điều tra theo hướng này. Kết quả, Đào thường xuyên về nhà mẹ đẻ để ngủ qua đêm, nhưng thực tế lại ngủ ở nhà của em gái, đều ở thôn bên cạnh. Đây cũng chính là nơi chủ định đưa Đào đến để khám bệnh. Thói quen này của Đào mới xuất hiện khoảng 2 năm nay, sau khi người em rể, tên là Trương Hồng Tồn, bắt đầu đến thu hoạch rau giúp vợ chồng Đào, rồi cùng chị vợ chở rau ra chợ để bán. Lúc này, Lữ Đào và Trương Hồng Tồn là hai đối tượng nghi ngờ hàng đầu. Cảnh sát biết rằng cần theo dõi sát sao và thu thập thêm chứng cứ từ cả hai người này. Ngoài ra, cũng cần điều tra thêm về quan hệ giữa Đào và Tồn, xem liệu có dấu hiệu gì của việc hợp mưu giết người hay không. Tại nhà của Trương Hồng Tồn, cảnh sát đã bắt đầu thu thập thông tin. Tồn tỏ ra lo lắng và không biết rằng mọi hành vi của mình đang bị giám sát chặt chẽ. Cảnh sát đã kiểm tra điện thoại của anh ta và phát hiện ra nhiều tin nhắn tình cảm với Lữ Đào, xác nhận mối quan hệ bất chính giữa họ. Tồn, chúng tôi cần anh đến trụ sở để làm rõ một số chi tiết, một viên cảnh sát nói. Tồn biết rằng sự việc đang trở nên nghiêm trọng và anh ta đã cố gắng giữ bình tĩnh khi rời khỏi nhà. Tại trụ sở cảnh sát, Tồn đã bị thẩm vấn kỹ lưỡng. Những vết cào mới trên mặt và cổ của anh ta đã không qua mắt được các điều tra viên. Anh có thể giải thích về nguồn gốc của những vết thương này được hay không? Một viên cảnh sát hỏi. Tồn lúng túng, không biết trả lời sao và nói với giọng thiếu tự tin rằng Tôi bị ngã. Tuy nhiên, những lời nói dối này đã không thuyết phục được các điều tra viên. Ông sau đó đã tiếp tục thẩm vấn Tồn để làm rõ thêm. Lúc này, điều tra viên đã đưa ra những đoạn tin nhắn tình cảm của hai người. Tồn khi xem xong thì đã thừa nhận rằng anh ta và Đào đã có mối quan hệ tình cảm từ 2 năm trước khi anh ta bắt đầu giúp đỡ gia đình Đào. Ban đầu, đó chỉ là sự quan tâm và giúp đỡ thông thường, nhưng dần dần, tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm. Đào, người phụ nữ yếu đuối và dễ bị ảnh hưởng, cuối cùng đã không thể cưỡng lại tình cảm của mình. Hai người thường xuyên gặp gỡ và bí mật hẹn hò. Họ biết rằng mối quan hệ này là sai trái, nhưng không thể dừng lại. Chúng tôi không muốn làm tổn thương chủ, Tồn nói với giọng nghẹn ngào. Nhưng tình cảm giữa tôi và Đào đã vượt quá giới hạn. Trong khi đó, Lữ Đào tại trụ sở cảnh sát cũng đã bị thẩm vấn. Cô không còn gì để giấu giếm nữa. Dưới áp lực của Thượng tá Khải, cô thừa nhận mọi thứ. Tồn và tôi yêu nhau, cô thốt lên với nước mắt chảy dài. Chúng tôi đã cố gắng che giấu, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại trở nên tồi tệ. Thượng tá Khải nghe từng lời khai của Đào và Tồn, biết rằng vụ án này đã được giải quyết một phần. Nhưng ông vẫn còn nhiều việc phải làm để đưa những kẻ thủ ác ra trước công lý. Vì chưa có bằng chứng trong tay, nên họ đành phải thả Đào và Tồn về nhà. Vào buổi sáng hôm sau, Thượng tá Khải và đội điều tra đã trở lại nhà Trương Hồng Tồn để thu thập thêm chứng cứ. Khi đến nơi, họ gặp vợ của Tồn là người phụ nữ trẻ, tên là Lan. Cô ấy tỏ ra lo lắng khi thấy cảnh sát đến nhà. Chúng tôi cần vào nhà kiểm tra một số thứ, Thượng tá Khải nói một cách nghiêm túc. Lan mở cửa và lo lắng theo dõi từng động tác của cảnh sát. Trong phòng của Tồn, cảnh sát đã bắt đầu tìm kiếm cẩn thận. Họ kiểm tra từng ngóc ngách, lục lọi từng đồ vật. Cuối cùng, trong một ngăn kéo tủ, họ phát hiện ra một sợi dây thừng có vết máu khô. Đây có thể là công cụ mà Tồn đã dùng để siết cổ chủ. Kết quả giám định pháp y sẽ xác nhận liệu đây có phải là công cụ gây án hay không, Thượng tá Khải nói, và trao sợi dây cho một viên cảnh sát để mang về phòng thí nghiệm. Cùng lúc đó, tại trụ sở cảnh sát, Lữ Đào đang bị giam giữ để tiếp tục thẩm vấn. Cô ngồi trong phòng với ánh mắt đờ đẫn, đôi môi mím chặt như muốn ngăn tiếng khóc. Thượng tá Khải bước vào và nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị. Chị Đào, chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng cho thấy chị và Tồn có liên quan đến cái chết của chủ, ông nói. Bây giờ là lúc chị phải nói ra sự thật, nếu không, hậu quả sẽ rất nặng nề. Lữ Đào nhìn Thượng tá Khải và nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Tôi không muốn làm điều này. Tồn đã ép buộc tôi, cô nói trong tiếng nấc.
Anh ta đe dọa sẽ làm hại con cái nếu tôi không đồng ý. Thượng tá Khải lắng nghe, nhưng ông biết rằng cần thêm bằng chứng để buộc tội Tồn và Đào một cách chắc chắn. Ông ra lệnh cho các điều tra viên tiếp tục kiểm tra các tin nhắn và cuộc gọi trong điện thoại của Tồn và Đào. Trong khi đó, đội pháp y đã hoàn thành giám định trên sợi dây thừng. Kết quả cho thấy vết máu trên dây thừng khớp với mẫu máu của chủ. Đây là một bằng chứng quan trọng chứng minh rằng Tồn đã sử dụng sợi dây này để siết cổ nạn nhân. Thượng tá Khải lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với đội điều tra. Chúng ta đã có đủ bằng chứng để buộc tội Tồn và Đào, ông nói. Tuy nhiên, chúng ta cần phải cẩn thận. Họ có thể có những hành động bất ngờ nếu biết rằng mình sắp bị bắt. Buổi chiều, Thượng tá Khải cùng đội điều tra đến nhà Tồn để bắt giữ anh ta. Khi họ đến, Tồn đang ở ngoài vườn, dường như không biết rằng mình sắp bị bắt. Các viên cảnh sát tiến đến, bao vây anh ta. Trương Hồng Tồn, anh bị bắt vì tội giết người, Thượng tá Khải nói với giọng lạnh lùng. Tồn không kịp phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm vào các cảnh sát trước khi bị còng tay. Tôi không giết ai cả, anh ta la lên. Đó là Đào. Chính cô ta đã làm điều đó. Nhưng lời biện hộ của Tồn không còn giá trị. Cảnh sát đã có đủ bằng chứng và lời khai từ cả hai nghi phạm để buộc tội họ. Tồn đã bị đưa về trụ sở cảnh sát, nơi anh ta sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra và thẩm vấn kỹ lưỡng. Trong những ngày tiếp theo, cảnh sát tiếp tục điều tra để làm rõ thêm các chi tiết của vụ án. Lời khai của Tồn và Đào dần dần khớp lại, vẽ ra một bức tranh rõ ràng về kế hoạch tàn ác của họ. Tồn vốn chơi thân với Đào từ nhỏ và luôn muốn cưới cô làm vợ. Tuy nhiên, do Đào lớn hơn 3 tuổi nên bố mẹ Tồn không đồng ý và đã xin cưới em gái của Đào. Sau đó, Đào cũng lấy chồng và sống hạnh phúc được 10 năm cho đến khi Tồn xen vào. 2 năm trước, khi Trụ nhờ Tồn đến thu hoạch rau và đưa ra chợ bán, thì tình cảm giữa Tồn và Đào đã bắt đầu nảy nở lại. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện thân mật, nhưng rồi tình cảm ngày càng sâu đậm và không thể kiểm soát. Cuối cùng, Tồn đã thuyết phục Đào rằng họ chỉ có thể sống hạnh phúc bên nhau nếu cả hai loại bỏ Trụ. Ban đầu Đào từ chối, nhưng trước sự ép buộc và đe dọa của Tồn, cô đã phải đồng ý. Kế hoạch của họ là giả vờ cho xe công nông bị hỏng phanh và đâm chết Trụ, tạo hiện trường giả như là một vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, âm mưu này không qua mặt được cảnh sát và họ đã phải đối mặt với hậu quả từ hành động tàn ác của mình. Vụ án kết thúc với việc Trương Hồng Tồn và Lữ Đào bị buộc tội giết người. Vào ngày 20 tháng 7 năm 2009, Tồn và Đào đã bị tuyên án tử hình cho tội ác của mình. Gia đình của ông Triệu dù mất mát lớn lao, nhưng ít nhất cũng đã biết được sự thật về cái chết của Trụ. Câu chuyện bi thương này khép lại, nhưng bài học về lòng tham và sự phản bội sẽ còn mãi trong lòng những người ở lại. Thượng tá Khải và đội ngũ cảnh sát đã làm tròn trách nhiệm của mình, đưa kẻ thủ ác ra trước công lý, mang lại sự công bằng cho nạn nhân và gia đình. Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy video hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ kênh giúp mình nha.